Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Năm 2023, công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được lực lượng chức năng tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt là với các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã xử lý 15.432 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt trên 48 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, duy trì và tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề như xử lý xe chở hàng quá khổ quá tải, xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Rét đậm, trời mưa, sương mù trong những ngày này khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 4D đi qua địa phận thị xã Sapa trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát và cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi đi qua cung đường này. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người tham gia giao thông trước khi lên đèo, nhắc nhở các lái xe về những nguy hiểm trên tuyến đường đèo, khuyến cáo các tài xế di chuyển lên và xuống đèo đi số thấp với tốc độ khoảng 20 km/h, đi đúng phần đường, không tránh vượt sai quy định, cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đảm bảo lưu thông an toàn cho bản thân cũng như người tham gia giao thông khác. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng công khai đường dây nóng cho các lái xe để thông báo khi có sự cố trên đường hoặc xảy ra tai nạn giao thông cần được trợ giúp. Đồng thời phát hơn 5.000 tờ rơi để cảnh báo và hướng dẫn cách xử lý tình huống khi đi trong đường sương mù trơn trượt. Năm 2023, các trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe trong toàn tỉnh đã tổ chức được 104 khóa đào tạo lái xe, tổ chức 43 kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Theo đó, các đơn vị cấp mới 4.612 giấy phép lái xe các loại, cấp đổi 8.883 giấy phép lái xe. Việc siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe tiếp tục được Sở Giao thông Vận tải xây dựng, tập trung chỉ đạo, đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phòng ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực có thể xảy ra trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Niêm yết công khai quy chế tuyển sinh, đào tạo và mức thu học phí theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị giám sát, cabin điện tử. Thường xuyên kiểm tra bảo đảm cơ sở vật chất, bảo dưỡng phương tiện và trang thiết bị chấm điểm tự động để thực hiện kỳ sát hạch đạt được kết quả chính xác. Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt trong trường học, nhất là trong học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Giải pháp này nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức và trách nhiệm của học sinh trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Một buổi tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên. Thông qua các tình huống sinh động, các câu hỏi đáp trực tiếp giữa chiến sĩ công an và học sinh, nhiều em đã nắm được những tình huống cụ thể khi tham gia giao thông đường sắt. Buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì không những cháu và các bạn học sinh chắc chắn sẽ có rất nhiều kiến thức để bảo đảm an toàn cho bản thân mình khi tham gia giao thông đường sắt ạ. Và bên cạnh đó thì cháu thấy rằng là buổi tuyên truyền này rất hữu ích về chúng cháu. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Kim Sơn có 254 học sinh, chủ yếu là người Dao và người Tày. Trên địa bàn xã có cả 3 loại hình giao thông là đường thủy, đường bộ và đường sắt. Nhiều đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại buổi tuyên truyền, Ban An toàn Giao thông tỉnh và lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền việc chấp hành các hệ thống biển báo, cách cư xử có văn hóa khi tham gia giao thông, thực hiện tốt quy định về luật giao thông đường sắt. An toàn giao thông đường sắt thì nó là công tác thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ phải tập trung nhiều hơn đến những cái trường mà ở vùng sâu vùng xa và những cái trường mà có những cái đường sắt đi qua trường, bởi vì những cái địa điểm này rất là phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng của học sinh cũng như giáo viên. Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền tới các em học sinh trong những tiết học, trong những giờ sinh hoạt dưới cờ để các em góp phần nâng cao cái nhận thức của mình. Đã có nhận thức rồi nhưng sẽ được tăng cường và củng cố hơn nữa để các em có ý thức, ngày càng có ý thức hơn nữa trong cái việc tham gia giao thông nói chung và đối với an toàn đường sắt nói riêng. Thông qua công tác tuyên truyền giúp học sinh các trường học nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào thương vong do tai nạn giao thông đường sắt. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.